con đọc cái bài để cho các vị cùng đọc. Chúng con xin phép có đôi lời về sư bà vị chủ chùa An Lạc. Sư bà là bổn sư của chúng con, cũng là người cha, người mẹ của chúng con. Bao năm qua, chúng con chưa có dịp tỏ lòng tri ân công dưỡng dục. Từ thông giáo đến khẩu giáo, sư bà đã rèn luyện chúng con luôn giữ thân bình dù có sóng gió, bi oan trước những nghịch cảnh, tâm luôn giữ bình thản, tập buông thương khi vui buồn lẫn lộn, ngoại cảnh xấu trần không dính mắt. Nay sư bà đã ngoài 80 tuổi đời và hơn 60 tuổi đạo, chúng con không biết lấy chi đền đáp và cũng không khéo bày tỏ lòng tri ân đến với sư bà. Nay xin lên lời ca tiếng hát thành tôi của nghi sư Trúc Hiếu sáng tác, thầu chúc phúc sư bà, thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Long Hải, luôn luôn là trụ cột che mát chúng con, và chúng con cũng xin chúc thánh tuế trên công đức tăng thêm tuổi đạo. Đặc biệt kính chúc hòa thượng Giác Hải thượng tự hạ diệu luôn được phát thể thiên an, luôn là bóng cây cổ thụ che mát cho hàng thân tăng thân và Phật tử xa gần. Ngài cũng ngoài 80 tuổi nhưng không quản ngại sức khỏe, đường xá xa xôi, từ quê hương Việt Nam đến phương trời đất Mỹ hoàng phát, nay chuẩn bị về lại Việt Nam. Chúng con kính chúc hòa thượng về Việt Nam thượng lộ bình an, luôn khỏe mạnh, mang nhiều lợi lạc cho chúng sanh, và kính chúc hòa thượng đại nhật Như Lai thượng thông hà đạt, Phật sự viên thành, ngài đang sửa chùa cho hàng Phật tử có nhu tu tập. Kính chúc tất cả chư tôn đức phước trí dị biên đạo nghiệp chân thành, và kính chúc các cụ cao niên luôn được con cháu xung bày giúp đỡ khi tuổi già sức yếu, và xin chúc các anh chị thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn, được thâm tâm luôn an lạc, và hướng dẫn con em đến chùa học Phật, học Việt ngữ để không quên dòng dõi về người Việt con cầu cháu tiên. Trước khi dâng lên lời ca tiếng hát, chúng con xin đảnh lễ ba lạy tỏ lòng tri ân. Và bây giờ các bác đi theo con nha. Bây giờ đi quay lại, quay chỗ này đi.